Chào mừng các bác trở lại với kênh video của Vang Vọng. Hôm nay đồng hồ Vang Vọng sẽ làm một cái clip và trên tay giới thiệu chi tiết đến các bác một chiếc đồng hồ. Và đây là một chiếc đồng hồ cổ rất là đặc biệt. Tại sao lại là đặc biệt? Tại vì đây là một trong những cái chiếc đồng hồ nó thuộc cái thương hiệu Angelus. Và như các bác tìm hiểu thì các bác cũng sẽ biết rằng là Angelus là một cái hãng rất là nổi tiếng, người ta chuyên sản xuất đồng hồ đeo tay. Và tất cả những cái phiên bản đồng hồ treo tường như thế này thì nó đều là những cái phiên bản kỷ niệm và đều là phiên bản rất là đặc biệt để dành tặng cho khách hàng của họ. Và chính vì vậy cho nên là đồng hồ Angelus nó không có nhiều, cho nên là nó rất là quý, hiếm và rất là độc lạ. Và vì nó là những cái chiếc mà sản xuất để tặng cho khách hàng của họ, cho nên nó là những cái phiên bản rất là cao cấp. Từ máy cho đến vỏ thùng cho đến mọi cái thiết kế của nó rất là cao cấp. Ví dụ như là đây là một chiếc Angelus chơi 3 bản nhạc. Và cái độ mới của chiếc này em có thể nói là nó còn trên 90%. Và cái máy của nó rất là khủng. Trong cái clip này thì sau khi mà thử cái tiếng chuông ấy thì em sẽ tháo cái máy ra để cho các bác biết được rằng là cái chiếc Angelus nó khủng như thế nào, nó chất như thế nào. Và thật sự nó rất chất, nó rất đẹp và em muốn giới thiệu rất là kỹ càng đến các bác. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết ạ. Đây, các bác có thể nhìn thấy, đây là cái phần dưới, nhìn từ dưới lên. Nó nổi lên một cái màu vàng của gỗ rất là đẹp, quả lắc sáng bóng, kính cắt vát hình kim cương. Phía trên này ta có một cái mặt số viền đúc. Mặt số có cái logo của Angelus. Và thực sự thì đây là một cái mặt số đẹp tuyệt vời, không một vết xước. Nó như là hàng trưng bày vậy. Thùng thì là rất là lớn, chạm trổ bốn góc. Đó, bốn góc. Và trên hình mái này nữa, thiết kế cực kỳ là đẹp. Ở đây không phải là một mặt phẳng, mà ở đây người ta tạo ra các cái đường giật cấp giữa cái cánh này, cái này và cái này. Và ở đây nữa, các bác thấy nó rất là chi tiết. Và ở đây có các cái vân gỗ nổi đối xứng nhau. Thực sự thì bề ngoài của chiếc này thì nó quá tuyệt vời rồi. Quả lắc sáng bóng này. Bây giờ em sẽ tiến hành đi vào bên trong. Các bác có thể thấy luôn, ở đây ta có cái móc khóa cửa rất là cách điệu và đẹp ở đây, các bác thấy đây. Ở đây cũng vậy. Mở thùng ra thì các bác có thể thấy ngay. Đây là tên của ba bản nhạc. Bản đầu tiên là bản Veritable Westminster. Bản thứ hai là một cái bản dân ca Pháp. Và cái bản thứ ba chính là cái bản tên là Angelus. Tức là cái bản độc quyền của Angelus. Nó chỉ có ở trên Angelus mà thôi. Các bác có thể thấy luôn cái khóa gông của nó cũng được người chủ cũ người ta ký tặng vào đây như thế này. Tất nhiên đây là một chiếc 10 gông, 10 búa, chơi 3 bản nhạc. Tất cả các cái vít chỗ tường nó còn đều ở đây, zin 100%. Các cái dây khóa gông đều còn nguyên lò xo như thế này. Chiếc này thì là cho ta cái bên điểm giờ thì là 3 gông thép, 1 gông đồng. Và bên điểm nhạc là gồm có 6 gông đồng. Cho chất âm cực kỳ là ấm. Và thật sự thì đây là một chiếc cho chất âm rất ngân nga và hay. Em có thể nói là nó còn hay hơn cả Odo 36. Thật sự là vậy. Tất nhiên thì em sẽ thử các bác để các bác có thể thẩm âm được. Đây, em mời các bác ngắm rất kỹ này. Mặt số và tia. Tuyệt vời. Em sẽ test chuông để các bác có thể nghe luôn được. Em sẽ gạt cái cần gạt này để chuyển sang cái bản nhạc khác để các bác có thể nhìn thấy ở đây ạ. Đây ạ. Đây, đây là bản số 2 nhé.
Em sẽ tiếp tục gạt sang cái bản nhạc số 3. Vừa rồi là 2 giờ và điểm 2 tiếng chuông thông báo. Bây giờ thì em sẽ nhờ một cái bạn kỹ thuật, bạn ấy tháo cái máy này ra để các bác có thể chiêm ngưỡng được bên trong. Nó là một tác phẩm tuyệt vời mà em muốn giới thiệu đến các bác. Đầu tiên là tháo quả lắc này. Các bác có thể thấy cái quả lắc của nó rất là sáng bóng này. Siêu bóng, siêu đẹp. Tất cả các cái vít chốt tường và các cái ốc bắt nó còn nguyên, cho nên là cần phải tháo các bác nhé. Nên là các bác hãy nhìn cái cách mà bạn kỹ thuật tháo để các bác cũng có thể biết cách. Đây là con ốc tây này. Nguyên zin từng con ốc như thế này. Tiếp theo là các cái con ốc của cái cầu. Đây, nhẹ nhàng lôi máy ra. Các bác có thể thấy ngay củ gông có dập chữ London, biểu tượng của cái tháp Big Ben. 10 gông thẳng hàng, cực kỳ là đẹp. Các bác nhìn bộ gông, nó rất là chất. Em cảm giác nó chất lắm, nó đẹp lắm. Quá tuyệt vời ạ. Và đây là bộ máy em muốn giới thiệu đến các bác. Các bác cũng có thể thấy luôn rằng là cái thanh chống máy này này nó cũng cực kỳ là dày dặn. Chắc cái này nó phải dày đến cả 3 đến 4 mm gì đó, rất là dày. 10 đầu búa đẹp cả 10. Vàng ươm như thế này, các bác có thể thấy này. Tuyệt vời lắm. Quả gai đây ạ. Và đây là cái cần chuyển bài. Đây, các bác có thể nhìn thấy này. Cái cần chuyển bài nó sẽ di chuyển quả gai đi như thế này. Trong. Đó. Rất đẹp. Mời các bác ngắm ở cái góc cạnh này. Các bác nhìn 10 đầu búa này. Thực sự là tuyệt vời. Máy vàng ươm. Và trên máy có chữ Made in Fancy, tức là chiếc này được sản xuất tại Pháp. Rất là tuyệt vời, có modem rõ ràng và có chữ ký ở đây. Giới thiệu luôn với các bác, đây là một trong những cái chiếc máy led so, tức là những cái cần này nó được kéo bằng lò xo, cho nên là nó cho một cái chất âm rất là ổn định và hay. Dây buộc còn nguyên. Các bác nhìn cái phần mặt số này, đây em sẽ quay nghiêng, các bác thấy được này. Đây là cái góc quay rất là cận cảnh. Nó rất tuyệt vời, nó không một vết xước và nó rất đẹp trên một cái viền đúc như thế này. Và thật sự thì những chiếc Engineers rất hiếm gặp. Rất hiếm gặp. Đặc biệt là những chiếc ba bài như thế này. Gỗ cực kỳ là dày, các bác có thể thấy rất là dày như thế này, cực kỳ dày dặn, thùng dày, ép một cái lớp gỗ ép rất là mỏng để tăng cường thêm chất âm. Từng cái đường kính nó còn được nẹp zin như thế này, kính cong, mặt kính này mặt kính cong các bác nhé, nó càng làm cho cái phần mặt số này trở nên nổi bật hơn. Rồi, em sẽ kết thúc video tại đây. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của Vang Vọng. Các bác hãy bấm nút đăng ký kênh để cập nhật những cái thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.